Thì cái kênh này của Kiệt là khuyên người ăn hiền ở lành, và Kiệt là người truyền tin cầm cái chuông cái kẽn đi trước để báo động vị này sẽ tái lâm, sẽ xuất hiện. Thì trong kinh thánh của bên Khải Huyền, bên Công giáo đó thì cũng có nói đó, nhưng mà hôm nay trong đó cũng có nói đến khi ta xuất hiện chứ mà các ngươi cũng không biết. Thì hôm nay Kiệt làm cái mặt dày, Kiệt cũng cố gắng để nói cho quý vị biết là tại sao Chúa chọn Kiệt mà không chọn những nhà thần thông thông thái ông cha Hồng Y hay là Đức Giáo Hoàng để mà nói mấy cái chuyện này, là vì cái lòng của Kiệt không có dị biệt, không có dị biệt tôn giáo. Bất cả tôn giáo nào cũng đều là từ thượng đế lập ra, cha là thượng đế, thì Đức Chúa Trời của Công giáo là một cái thân cây bao nhiêu nghìn năm á, thì một cái nhánh cây nó mọc. Phật giáo là một cái nhánh cây, Hồi giáo là một cái nhánh cây, Ấn Độ giáo là nhánh cây, Cao Đài giáo là một cái nhánh cây, rồi tới Hòa Hảo giáo, Bửu Sơn Chùa Hương, tất cả đều là nhánh cây và bông hoa trong một cái thân cây của thượng đế. Chỉ vì khác vùng miền, khác tiếng nói cho nên nó hơi khác một chút, nhưng mà mục đích chính của cha lập ra tất cả các đạo trên thế giới là để cho chúng ta học, để sửa cái tâm ăn hiền ở lành. Mục đích chỉ có vậy thôi, là làm người tốt, cái chữ tốt thôi, mà phải lập ra biết bao nhiêu cái đạo. Nếu vô tình hôm nay biết chữ tốt thì đâu có đến nỗi mà hôm nay nghe là thua te tua, thua đến nỗi là cả thế giới tẩy chay. Bây giờ thì còn sợ quê mắc cỡ lầm lì đánh cầu cưa, chứ thật sự trong lòng đã biết thua rồi.